giảng viên Diện Trần Bùi Cơ Châu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái kỹ thuật gạch áp vùng phản chiếu hệ bạch huyết để hạ sốt trong các trường hợp có thể là sốt do cảm cúm, có thể là sốt do một nguyên nhân nào đó, hoặc là nhất là hiện tại cái dịch sốt xuất huyết nó đang hoành hành rất là nhiều như thế này. Thì ngoài các phương pháp thông thường như Tây y, Đông y, thế thì Diện Trần cũng là một phương pháp rất tốt để chúng ta hỗ trợ các phương pháp đã có để chúng ta có thể là hạ sốt bước đầu cho bệnh nhân, để có thể cho bệnh nhân cảm thấy dễ chịu này, cảm thấy hạ sốt được nhanh hơn này, và tăng cường cái sức đề kháng cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Thế thì cái tám vùng hệ bạch huyết như thế nào? Thì tám vùng hệ bạch huyết là một trong cái phác đồ hỗ trợ rất là mạnh trong Diện Trần. Thì cái này ngoài cái tính tăng cường sức đề kháng cho người bệnh nhân, nó còn có chức năng là nó tăng cường cái hệ miễn dịch, tăng cái số lượng bạch cầu lên mức tối đa, và nó có tác dụng giảm hạ sốt rất là tốt. Thì mình sẽ sử dụng cái dụng cụ bằng cái cây sao chổi như thế này, và chủ yếu là mình sẽ sử dụng cái đầu ba chia này, tức là đầu âm, nó có tác dụng làm mát hạ sốt. Thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gạch trên người mẫu. Xin mời bạn giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người ạ, em tên là Ngọc Ánh, em đến từ thành phố Vinh ạ. Hiện tại thì nghề nghiệp của em là huấn luyện viên yoga, và tên trung tâm của em là Jolie Laide Yoga, của em mở được 22 tháng tại Vinh rồi ạ. Và em cũng được học qua Diện Trần, và em cũng rất là thích, rất yêu thích bộ môn này, là vì toàn là được sử dụng những biện pháp để mà không dùng tới thuốc ạ. Mà đúng rồi, thì thực sự là Diện Trần thu hút được rất là nhiều người, nhất là những cái bạn ở trong những cái bộ môn chăm sóc sức khỏe giống như yoga như bạn Ánh ở đây. Tức là mọi người bây giờ càng đến thế giới hiện đại, người ta càng hướng quay trở về với thế giới tự nhiên, tức là chữa bệnh cũng là không dùng thuốc, nó rất là an toàn và hiệu quả. Thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gạch này tám vùng. Thì trước khi gạch, mình muốn giới thiệu về cái lịch sử của cái tám vùng này như thế nào. Cái tám vùng thì nó bắt nguồn từ cái phác đồ sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết do thầy Châu sáng chế ra. Thì cái sáu vùng nó đã chứng tỏ cái sức mạnh ưu việt của nó rồi. Sau này khi đương y Tạ Minh, thầy có bổ sung thêm hai vùng và có chỉnh sửa lại hai vùng xung quanh tai và trên tai nữa, trở thành tám vùng. Thì cái tám vùng này nó song hành cùng với sáu vùng, tám vùng này nó hỗ trợ cho cái việc là điều trị sốt siêu vi, sốt virus rất là tốt. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Bây giờ nếu trong cái trường hợp sốt virus ấy, sốt rất là cao, thường là trên 38 độ, thế thì mình sẽ dùng cái đầu âm này, mình sẽ gạch cái vùng thứ nhất là vùng trên sống mũi này. Đấy, mình sẽ gạch từ trên xuống dưới như này độ khoảng 30 lượt, gạch từ trên xuống dưới 30 lượt. Hết 30 lượt rồi, mình bắt đầu mình đổi sang cái vùng số 2, là cái vùng ở trước tai như này, trước bình tai này các bạn này, chúng ta cũng gạch như này. Chúng ta sẽ gạch toàn bộ vùng bên phải trước, từ đỉnh tai xuống dưới chỗ dáy tai như thế này cũng khoảng 30 lượt như vậy. Xong rồi mình lại gạch trên cái đường, trên cái vùng đối bình tai như này. Đấy, vùng góc như vậy các bạn này, gạch trên mí tóc trán từ trong ra ngoài cũng vuông góc. Thì cái độ dài của cái đường trên mí tóc trán này mình sẽ gạch, đây là đầu mắt, tay đuôi mắt, thì cái độ dài của nó đúng bằng như vậy, cũng gạch 30 đường như vậy. Rồi, đấy là hết vùng này, cũng từ trên xuống dưới như này. Đó. Giống ở trong vùng phản chiếu. Đúng rồi, giống như sáu vùng phản chiếu, cũng gạch 30 đường như vậy. Sau đó là đến cái vòng quanh cánh mũi như này, mình cũng gạch 30 đường. Đó là vùng số 7. Đây là vùng số 6. Tiếp theo đến vùng số 7 này. 7 này. Các bạn gạch này, cũng từ trên xuống dưới dọc theo đường phát lệnh như này. Đó. Sau đó đến cái vùng này, các bạn sẽ chia đôi ra và các bạn gạch từ trong xuống ra ngoài và từ trên xuống dưới như này, vòng quanh bụng cằm. Đó, là hết vùng số 8 ở bên tay phải. Như vậy là mình đã làm toàn bộ ở bên vùng mặt phải trước. Bây giờ mình sẽ sang bên vùng mặt trái. Vùng mặt trái thì vùng số 1 vừa nãy mình làm rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ làm ở phần trước ta. Trước ta như này. Đó, mình gạch từ trên xuống dưới. Cũng 30 đường như vậy, là hết vùng số 2. Vùng số 3 mình sẽ gạch trên ta, cũng 30 đường. Rồi, vùng số 4 mình sẽ gạch ở trên mí tóc trán, cũng 30 gạch như vậy. Rồi. Đến vùng số 5, mình gạch ở hõm đầu mắt. Đến vùng số 6, mình gạch ở bên cánh mũi. Đến vùng số 7, mình sẽ gạch từ trên xuống dưới như này. Vùng số 8, mình gạch vòng quanh bộ cằm. Rồi, như vậy là hết 8 đường.
Thế thì đối với các loại sốt nói chung và sốt virus nói riêng ấy, thì các bạn cứ 6 lần liên tiếp để hỗ trợ cho cái việc hạ sốt trong cái sốt virus. Ngoài ra sốt virus thì các bạn có thể những cái ngày đầu tiên ấy, các bạn có thể bấm những cái bộ như là tiêu viêm giải độc này. Đó, tiêu viêm giải độc. Sau đó sau khi đã hạ sốt rồi, các bạn có thể bấm thêm cái bộ cầm máu nữa, cầm máu và bộ bổ huyết nữa, để cho nó cầm máu, để nó lúc sau khi sốt xuất huyết xong rồi thì cái tiểu cầu nó sẽ giảm, nó sẽ chạy diễn ra cái sự là xuất huyết đấy, xuất huyết chảy máu đấy, thì mình bấm bộ cầm máu để cho nó khỏi chảy máu, và bấm bộ bổ huyết để tăng cường cái lượng tiểu cầu trong cơ thể lên. Thì hy vọng rằng diễn trần sẽ tức là sau khi mình bấm bộ 8 vùng phản chiếu này, tức là mình bấm 6 lần liên tiếp trong một thời gian ngắn ạ. Đúng rồi, 6 lần liên tiếp tức là mỗi lần cách nhau 1 giờ đấy. Cách nhau một giờ, 6 lần liên tiếp. Thì sốt xuất huyết thì nó diễn ra trong nhiều ngày, thế thì ngày hôm sau nó bị thì mình lại có thể làm lại tiếp tục lại cái quy trình như vậy, và mình sau vài ngày rồi thì nó hạ sốt rồi, mình có thể bấm tiêu viêm giải độc, tiêu viêm giải độc sau đó là bấm bộ bổ huyết sau và bộ cầm máu nữa. Nói chung là tăng tình cảm giữa người thân với nhau luôn, đúng không? Đúng rồi, thì cũng là một biện pháp để hỗ trợ người thân trong gia đình khi mà mình hỗ trợ cùng với Đông Tây để giảm thiểu những cái hệ quả mà do cái dịch xuất huyết gây ra. Mình hy vọng rằng cái hướng dẫn của mình sẽ mang lại những cái giúp ích cho các bạn phần nào. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.